neighbors and said, "Hey, you're my home." Yeah. Because the fact that he came over to that is a giant point of time. He came here with me. He said, "He said, you know, các vị Phật tử bên đây một tất thưa quý vị, tình tâm của chúng ta chỉ cầu tiên tu tịnh độ là hai pháp tối kiện, và điều đầu tiên phải làm thứ nhất là phải nhìn thấu cái cõi sa đà rất nguy hiểm. Cái đó là cái nghệ tịnh không, và cái chữ nhìn thấu là hay lắm. Thì ở trong sách thì để quen gọi là phải có chánh kiến nhìn cái sự việc. Nếu mà không có chánh kiến thì không có phát niệm tình được, không có tình sa đà là khổ được, cũng không có thấy ở đây là nguy hiểm, cũng không thấy vô thường. Đó là tại vì chánh kiến không có thì sanh tính tâm không được. Cho nên là chúng ta muốn đi Tây Phương thì đầu tiên là phải nghe pháp, phải gần Phật Bồ Tát để các thầy khai thị, để mình có cái sự hiểu biết về thế giới mình, rồi cái môn thường, cái đầu thai, cái luân hồi của mình. Thì cái chánh kiến đó một khi mà đã hiểu rõ cái cuộc sống của chúng ta, thì do nghiệp báo tới đây, do nhân quả, rồi cái đường đầu thai rất nguy hiểm, rồi thế giới của Phật đã được Bổn Sư giới thiệu, và Phật Di Đà thì có 48 quyền, thế giới Tây Phương rất thanh tịnh. Thì khi có chánh kiến thì chúng ta sẽ hướng về Tây Phương được. Nếu chánh kiến không có thì sẽ rớt, tôi sẽ rớt, tại vì không nhìn thấu sa bà thì bị mê. Cho nên là cái chữ nhìn thấu đó là cái đầu tiên chúng ta phải có, mà muốn cái chữ đó là phải nghe giảng, phải gặp Phật Bồ Tát, phải đọc kinh thì mới có được. Nếu mà chánh kiến không đủ đó, đi trì danh thì sẽ thấy rất khó khăn, sẽ bị mê. Tại vì mình nhìn là mê, nhìn là mình cứ lo đây, mình không bỏ được, tại vì không biết. Cũng như cái người ở trong tù, cái lúc mình đang ở tù thì cũng muốn thoát, còn cái người ở trong tù mình không biết là tù thì không thể thoát được. Như mấy đứa con nít mà ví dụ bị khốn khổ, người ta khốn đốn không biết đường thoát đi, người thớ có trí tuệ thì người đi. Thì chúng ta như không biết gì, không biết. Cho nên Phật Bồ Tát thường dạy về những cái lời đó, do Phật Bồ Tát và những vị cao tăng nói thì chúng ta học rồi ước ở trong tâm. Tới lúc mình nhìn rõ ràng như vậy, mê, thì khi biết mình mê sa bà thì cái cây phương đó nó sáng ra, đó là nhà của chúng ta. Ở đây không phải là nhà, tại vì nhà chúng ta là ở với Phật. Phật mới là vĩnh viễn không lì chúng ta, rồi thánh chúng bên đó mới là bạn của chúng ta, mình là anh em của chúng ta, không bao giờ rời bỏ. Còn ở đây gặp nhau thời gian sẽ chia tay, không phải là nhà. Hoặc là nhà của chúng ta đây cũng vài chục năm rồi đổi nhà khác, cha mẹ cũng đổi, tất cả đều đổi, chỉ có chỗ của Phật mới không có đổi. Mà đó là nhà, nhưng mà mình không có biết, mình cứ nghĩ ở đây là nhà, đó là không có chánh kiến. Cho nên nếu không có chánh kiến thì pháp nó niềm tin không được. Tin ở đây là khổ, ở đây là vô thường, tin không có sâu, cho nên cứ quên là mê. Thì khi có cái chánh kiến, có nghĩa phải nhìn thấu đó, phải nhìn thấy rồi thì phát cái niềm tin rất sâu là ở đây cái ngày chết rất gần, luân hồi rất khó giải thoát lắm, mà đầu thai thì nguy hiểm quá. Dương Chương Hiếu
có thời gian là 23 năm em bệnh. Chả hiểu có khăn lành đâu. Khi trước tôi đó, 23 năm em bệnh, đi vào bảo thai của người mẹ nguy hiểm không? 23 năm em bệnh, em bao nhiêu con? Một con chả một mẹ đó, chả có nổi đâu, nó sắp hèn nó chờ mình. Ông đừng có tu giỏi, ông chờ, ông sẽ biết đi thần. Ông đừng đi Tây Phương, ông ở đây ông sẽ biết. Tại ông an tu mà, phải không? Mũi đặt một lần một đống như vậy. Thế ngoài kìa, chờ đi, ông đừng tu giỏi. Bởi vì khi mà mình đi đầu thai một lần, như chưa hứa là có căn lành, học pháp rất nhanh. Học Phật pháp, học nhanh lắm. Học là hiểu đó, có thể đọc qua là biết giảng rồi. Mà coi là mê tới như thế. Mê tới như thế, hai mươi mấy năm tạo tội. Rồi từ lúc tu tới là làm bao nhiêu người buồn. Nói đang làm bao nhiêu người khổ. Không biết là cho ta vui. Giận người. Than đủ hết vậy. Cho nên là hãy nhìn thấu nó thì mới chuyên tâm được. Đó là trí tuệ. Mà trí tuệ đó là phải Phật Bồ Tát và những vị cao tăng. Cũng như chúng ta tới đây thì Hòa Thượng và các ngài nói chuyện để mở trí tuệ cho chúng ta. Và nhìn cuộc đời mới biết được đó là trí tuệ. Rồi khi mà đã nhìn thấu đó thì không quên. Đó mới là thật. Nếu mà quên đó, là phải học. Nhưng mà thức dậy cũng còn mê. Chưa biết khổ, chưa biết thì cũng phải học. Học tới chừng nào cái trí mình rõ ràng. Ở đây quá là nguy. Tiếng Phật hiệu là nền tảng sanh Tây Phương. Bởi vì khi mà có tiếng Phật hiệu thì tham sân si rồi dễ lắm. Không khó. Đẩy nó ra không khó. Giác ngộ không khó. Tại khi có tiếng Phật hiệu mà buồn giận vô mà thấy liền. Rồi mình niệm nó bay ra. Còn nếu không có nền tảng đó, nó vô cái là mê sầu lắm. Đó. Cho nên là tính nguyện hành đó, là nhìn, rồi cầu sanh, rồi nền tảng là tiếng Phật hiệu. Rồi đi sâu hơn là khi mà tiếng Phật hiệu liên tục đó, là phải là 45 phút trở lên thì mới tỉnh. Nếu mà 20 phút mà đã đứng dậy đi động thì không biết đâu. Phải sâu. Rồi ở trong tiếng Phật hiệu đó xem coi một tượng nó dắt mình đi như thế nào. Mình nhìn cho rõ ràng. Bởi vì tiếng Phật hiệu phải rất phân minh. Niệm phải rất phân minh. Rồi nhìn coi cái vọng tượng nó dắt mình đi đường nào. Đó. Rồi trong tiếng Phật hiệu đó mà đã phân minh đó thì phải xem cái tâm cầu giải thoát nó mạnh như thế nào. Nó là nhiều thử lắm. Đó là cái trí hôm trước nó thấy tiếp Phật hiệu con đã phân minh, con đã muốn về với Phật. Thì cái đó là tính nguyện hành đó. Còn nếu tiếp Phật hiệu mà phân minh cũng không muốn về với Phật nữa, cứ muốn ở an lạc, cứ quá thanh tịnh thôi. Thì như vậy đó là cái tâm cầu bằng sanh đã khuyết rồi. Cho nên vừa rất chân thành giác ngộ cái cõi này, vừa rất yêu mến thế giới của Phật, mà tiếp Phật hiệu lại phân minh. Nó khác với cái người mà tiếp Phật hiệu phân minh mà không có cái gì. Nó khác xa lắm. Đó là cái người bằng sanh. Bởi vì ngày hôm qua nói niệm Phật thanh tịnh mà cái nguyện nó chưa thiết đó, thì không bằng sanh. Mặc dù thanh tịnh rồi. Bởi vì cái tâm đó, cái trí từ trước rất quan trọng. Rồi đó là phải học kinh Vô Lượng Thọ, phải học kinh A Di Đà, rồi nghe giảng, rồi mình trải nghiệm trên cuộc đời thấy là đúng. Đi đầu thai quả thật là đúng như thế. Rồi nghiệp báo của chúng ta, rồi giác ngộ rồi thì mới đầu mới quyết tâm tu hành. Rồi lúc tu hành thì khó khăn lắm, phải học nữa. Tại vì khi mà tiếp Phật hiệu phân minh rất dễ buồn ngủ. Nó đi vào sâu không phun thì nó cũng buồn ngủ. Còn nếu mình nhúc nhích một chút thì nó là suy nghĩ. Mình phải biết cách nữa. Thì cái đó là những bài giảng sâu hơn. Phải làm sao
ở trong lúc mà có được công phu phải biết được giữ đó, rồi là giúp nhất một cái đã chạy mất liền, hay là sanh hoan hỷ chạy mất liền, sanh mình có công phu nó chạy mất liền, phải học thêm rồi. Cho nên là Phật pháp sâu tầm, các ngài cao tăng đi qua hết, giữ hết những cái đó. Cho nên chúng ta phải nguyện trọn đời đi theo các hòa thượng, các vị thánh tăng để học hỏi, tại vì đường xa ở đằng trước đó, thì các ngài đã đi qua hết rồi. Rồi ráng tu thì nguyện là ngày năm chung Phật cho không biết hẹn giờ. Nam mô Di Đà Phật. Dạ, chưa hết rồi. Nếu mình để cho nó rối vậy trong thời gian là đuối sức rồi, rồi sẽ đi tìm thầy cái mất công phu, đi tìm linh sư biết sao không an lạc. Thì bởi vì cái nền tảng đó là vui vẻ thoải mái, nền tảng đó rất quan trọng, lúc nào cũng thoải mái. Nếu mà dụng không mạnh thì nó mất thoải mái, mà dụng không nhẹ thì nó buồn ngủ. Phải học, nếu mình bởi vậy á, giống như niệm Phật niệm dạng tâm là nó buồn ngủ, tại khi cái tâm vọng nó bớt ấy, thì liền hỗ trợ nó tới. Mà khi mình đánh thức cái tâm mình thì vọng tưởng liền tới, khó lắm đó. Mình động tới nó thì nó suy nghĩ, mình tu lặng thì nó buồn ngủ. Bởi vậy là ở trong cái chỗ tu lặng đó phải động nó, đừng cho nó ngủ, mà động nhẹ nhẹ thôi, động mạnh nó suy nghĩ. Đó là trong thô có tế, trong tế có thô của ngày Như Vân được. Mới được công phu, mới đắc lực được, mới đi xa được. Ở trong chỗ buồn ngủ mà chúng ta nghe rất phân minh, không cho nó ngủ. Mà đừng có mạnh quá là sẽ suy nghĩ. Nó tỉnh quá, nó sẽ nghĩ. Vậy khi mà cái thô tâm nó lên cao đó, thì đứng ngồi không yên, thì nó sẽ suy nghĩ. Thì không biết cách tu rồi. Nó cao quá thì ông trào cử rồi. Còn nếu mà nó thấp quá thì ông ngủ một hoài thôi. Cho nên là điều hòa rất thoải mái, rồi gọi là rất nhẹ nhàng để nghe tiếng Phật, nhẹ lắm. Rồi nghe tiếng Phật thật là sâu, nó rót vào tim mình, thoải mái lắm mới được. Thì nó thoải mái, cần gì mà phải dùng sức gồng chứ. Cứ buông ra thì nghe thì sướng lắm, biết cách như vậy đó. Cứ buông nó ra giống như dựa lưng vào tường nhắm mắt, điếc thì phải phương vậy, rất thoải mái. Nó cần phải gấp chi, tại nó tiếng Phật đó, nó vào lòng nó vậy, nó nhẹ nhàng, gọi là âm thanh nhẹ nhàng, thánh thoát, như ngọc, như ngà vậy, như dòng nước chảy từng tầng vậy. Đó là lời của ngài Hư Vân nữa. Thì nó điếc đó thì nó nhẹ, mà sướng lắm, còn biết thì lòng thì sợ. Sợ mất cái chánh niệm thành ra trào tự. Thành ra là muốn đi nghỉ ngơi giải lao, tôi một hồi mệt rồi. Còn người ta là nghỉ ngơi rồi, niệm Phật là nghỉ ngơi rồi, còn nghỉ ngơi cái gì nữa, nó khác. Đó là người có kinh nghiệm và học, đó là những chiều sâu. Thì hy vọng là các vị Phật tử của chúng ta là thuần thành, tu giỏi lắm rồi, thì nghe cái này sẽ lãnh hội được. Chứ người mới thì không biết thầy nói cái gì, không hiểu được, nên là nói trong nội tâm rất sâu. Ở bên trong cái gì là các đề đó là tâm bình khí tịnh, thầy lắm đó, khí lực rất hòa diệu để đón cái tiếng Phật.
tiếng Phật từ từ nó nhập mỗi câu nó thấu trong tim. Còn cái tim đó là thấu rõ sơ bà, lòng thành trang chứa đầy đủ rồi đối với Tây Phương. Nếu thiếu lòng thành đó, thành ra là có định mà không có tính nguyện, có thanh tịnh mà không có cảm ứng được. Phải có trái tim mà con xa Đức Phật rồi, Phật là cha mẹ, con là con thơ, không ở gần Ngài không được, con phải về kế bên Ngài. Cái đó không tan, có nghĩa là như là té vô lò lửa mà cầu ra gì, cầu lợi gần Phật cho cầu vậy đó. Con phải ở dưới chân Ngài, con phải sanh trong thế giới đó là phép trái tim ha. Còn mà tiếng Phật nó rót từng câu rồi nghe, rồi thêm nữa là coi chừng những cái vọng tưởng, tại vì nó vào mình mà yếu một chút rồi nó dắt đi liền vậy. Mà nó dắt đi là dắt đi đầu thai đó, nó dắt mình đi đầu thai đó chứ không phải thường đâu. Nó dắt để tạo cái duyên để đi đầu thai. Bây giờ muốn ngưng cái đầu thai đó, không cho nó vô thì gọi là nhiếp trọn sáu căn tình niệm nối tiếp. Thì muốn nhiếp á, ví dụ như mình niệm A Di Đà Phật, mình nghe xong mình coi vọng tưởng nó vô được không. Nếu nó vô được á thì là cái sức nghe của mình chưa đủ, cái tiếng Phật mình chưa rõ, phải làm thêm rõ hơn, nghe rõ hơn cho nó không có vô được rồi đó. Thì cái đó là nhị căn là chứ nó vô được đâu, thì luân hồi nó biết là Tây Phương mở ra. Còn nếu mình cứ sơ xài xài mình tu thì nó vô không đỡ nổi. Rất cẩn mật, rất kỹ lưỡng, nhưng rất tỉ mỉ ở trên cái đường giải thoát thì cái dụng công là không cho nó vô. Bởi khi mà nó vô đó là mê rồi, mất hết rồi, không có vọng tưởng. Không có vọng tưởng gọi là tịnh niệm, mà được 10 câu là tịnh niệm nói tiếp được 10 câu. Các ngài tu là trăm ngàn câu tịnh niệm nói tiếp thì ngài mới nhất tâm bất loạn, ngồi đó mà chờ nó sẽ tới. Cho nên thì kính thưa với hòa thượng cũng như quý thượng chư tôn đức của quý vị là như chừng yếu rồi, bây giờ gần 50 tuổi rồi, cái thời khắc hạ thủ nó cũng kế một bên, nó thúc là phải nhặt ở trong nó luôn vậy. Cho nên tới lúc thì chừng yếu cũng xin tình tu để đi sâu, thật sâu vào tiếng Phật. Phải như vậy, nhắm mắt định thần ngày đêm ở trong đó, đi xa lắm để cái lực ở bên trong mình phải học thô tế định định và huệ, thô và tế, hôn trầm và tán loạn, rồi phải biết hôn hòa điều hòa nó, rồi lắng nghe, rồi lòng thành, rồi bao nhiêu đó thôi. Rồi thêm nữa đừng rời chánh niệm, rời chánh niệm tu được đâu, tại mình yếu các ngày thì được. Bởi vì các vị đừng rời đạo tràng, ở đây về nhà là mất hết, đúng không? Ở đây bỗng thầy mỗi lần con nghe con từ khóc lắm, không biết tại sao khóc hoài. Đó là căn lành, anh đã từng nghe Phật pháp nhiều kiếp rồi, để anh nhắc lại đó. Nhưng mà nếu anh tu giỏi anh hết khóc rồi, tại vì mình còn đủ không tu, mình nghe mình thâm quá mình chưa làm được. Nhưng mà tới giờ mình có thanh tịnh rồi đó thì hết. Đó là những cái căn lành tiền kiếp của anh, nó chưa, tâm mình nó chưa có đồng ý với mình, rồi mình biết con đường đó là mình muốn đi rồi. Nhưng mà đừng khóc nhiều, đừng để ý tới nó thành chướng ngại. Nó là tốt, nó là căn lành, nhưng mà nếu để ý thì không được đâu, nó sẽ tăng lên trước. Cho nên là làm lơ, khóc chứ không khóc giống nhau thì giống vậy. Mình phải xem là khóc là ủa khóc là gì vậy, giống vậy đó. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin hỏi thầy cho chúng con một thí dụ. Như ban nãy thầy nói cái kinh nghiệm của thầy đã mười mấy năm tu niệm Phật,
thì thầy nói là làm sao mà mình niệm Phật mà như là nước chảy tiếng chim kêu để cho nó hòa thuận. Thì chúng con biết là tự thân phải học, nhưng mà chúng con muốn xin thầy cho chúng con một chút kinh nghiệm của thầy. Đầu tiên đó là phải rất là nhẹ chứ không dùng sức được. Bởi vì như ngài Trung Phong thầy nói, nếu mình đem hết tâm lực mình dùng đó, thì khi mình mệt đó, thì vọng tưởng nó tấn công đỡ không có nổi, hay không? Nên mình đem hết sức, giống như mình vọng tưởng quá phải đem hết sức để mình chống chọi với nó. Nhưng mà khi sức mình yếu thì nó tấn công hết sức để chống luôn vậy. Mình mệt rồi đó là không có sức. Cho nên là phải làm sao cho nó thoải mái. Cũng như bây giờ ha, mình nói chuyện, nói nhỏ nhỏ thôi, nghe thoải mái. Mình nói cái giọng mạnh thì nghe mệt, nhưng mà họ sẽ mệt đó. Có đúng không? Yeah. Nói chuyện thôi, mà nếu mà nói cái giọng cao lên một hồi nhức cái đầu rồi, thì niệm Phật giống nhau. Phải niệm rất là thoải mái, từ từ, nó rất là nhẹ nhàng để mình nghe. Vậy các vị là niệm Phật chuyên môn, mình nghe nhẹ hơn, mình nghe nhẹ lắm. Nó đi vào lòng không muốn ngưng, còn cứ ầm ầm là mệt, cái tâm sẽ mệt. Đó là nhẹ, đó là âm thanh ngọc ngà trong trẻo, từ từ như nước chảy vậy, thấm đều đó, rồi mới rót vào lòng. Rồi như nước chảy là không có gián đoạn nữa, nước chảy mình không thấy cái chỗ đoạn của nó liên tục. Thì cái liên tục đó là tính một niệm thanh tịnh, có nghĩa là một niệm không có vọng tưởng. Rồi 10 niệm hay là 5 phút giữ ở trong đó, nếu mà vọng tưởng vô thì không có công phu gì cả. Tuy là có công đức cũng là sâu lắm, nhưng mà chưa phải đâu, phải học thêm rồi thực hành. Còn nếu mà để nó loại hoài thì tu không có tiến bộ. Năm nào cũng như vậy thôi, không có khác gì hết. Còn nếu mà chúng ta đã không có vọng tưởng đó, thì mỗi năm đều khác. Tới chừng nào mà đã biết cách rồi, phải nghe cho nó nhiếp cái nhĩ căn, đó là lời của tổ rồi. Mà muốn biết cái lượng đó, phải xem mình niệm lên coi vọng tưởng nó vô cỡ nào thì sẽ biết được cái lượng của nó, chứ không có ví dụ, không có lời nói có thể diễn tả được cái chỗ đó. Nếu mà cái tiếng Phật nghe phân minh đó, thì vọng tưởng không vô, thì cái nhĩ căn đã nhiếp rồi đó, thì cứ như vậy mà giữ. Còn nếu mà niệm nó vô hoài đó, thì phải nghe, phải tập, phải làm sao mà niệm rồi nghe ngược lại cho nó thâm nhập, cho nó vào trái tim, mà nó ngang cái vọng tưởng trong cái lực là như là Lý Bình An, đó là những lời thì thầm đó, nó không còn nữa. Vọng tưởng là mình nói chuyện mà, nói chuyện trong tâm đó, không còn nữa. Rồi điều hòa, nhưng mà cái gốc là cái trí hơn trước, chứ không phải cái này đâu, tính quyền là cái gốc là nhìn thấu xa bà này và yêu thích thế giới của Phật. Cái tim của mình là cái nền tảng tâm sanh, còn cái nhiếp các căn là chính phẩm sen. Nếu mình nhiếp sâu thì là phẩm cao, mình nhiếp cạn thì là phẩm thấp. Nếu mình nhiếp tâm bất loạn thì phẩm cao. Còn cái trái tim của mình ngày đêm đều thấu xa bà thì làm sao được, là hiểu thấu xa bà. Cho nó là tính nguyện, thì hiểu thấu rồi thì mới một lòng cầu sanh. Cũng như cái người của Bi thì họ biết họ nguy hiểm thì họ mong cái bờ, mong lắm. Họ mong cái bờ cho nên cái biển họ đập tới bờ đi, tới bờ đi. Cái tim của họ thì mong, con mắt thì họ nhìn, phải không? Còn cái người mà không muốn tới bờ là chưa giác ngộ, ở trên thuyền nguy hiểm, thì cứ nấu ăn, cứ chơi giỡn thì họ đập thuyền chết luôn. Đó là cái trí không thấy được. Như đứa bé thơ thì đi một viên có biết gì đâu. Còn người lớn thì người ta lo, người ta cầu tác, người ta lo rất nhiều. Cũng như là đi luân hồi trong sa đà, mình là con nít không biết lo, Phật mới dạy hoài vậy đó. Ông không biết nguy hiểm của nó, ông ăn bao nhiêu thứ rồi, ông làm bao nhiêu tội, ông chờ đi, ông đừng tu giỏi, rất khổ đó. Thì như Chúa Hiếu nói, 23 năm, một kẻ ăn một con thôi, trời ơi. Ăn một lần một dĩa ốc mà, thí dụ ăn có một chút xíu thôi, dĩa ốc ấy, con cả trăm con người ta ăn có một chút rồi phải trả, cứ một đời trả con, trời ơi, cứ đầu thai cho nó ăn.
Thôi nhiều rõ rồi, không có ham. Dạ, cảm ơn Di Đà Phật. Dạ, cảm ơn các vị lắng nghe. Dạ, cảm ơn Di Đà Phật. Dạ, cắt nhường về cho sư phụ. Sư phụ khai thị cho mình. Kinh nghiệm đó để mà cái việc tu hành của mình